Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia chương trình góp nhận tóc cần mắt nha bạn, chạy trên nền tảng của Phantom FTM. Thì bạn nào chưa tích hợp mạng Phantom FTM thì xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn mình tích hợp mạng Phantom FTM và MetaMask nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở link form này ra nè, rồi các bạn dùng địa chỉ Phantom trên MetaMask nha các bạn. Thì các bạn việc tích hợp mà vào thôi các bạn, rồi các bạn copy cái địa chỉ Phantom mình nha các bạn, rồi các bạn mới đắp lại nè, bạn mở link form ra nè các bạn, rồi các bạn dán vào cái địa chỉ của mình vào, các bạn bấm nút submit các bạn. Sau khi ra submit như vậy thì các bạn lướt xuống nha các bạn làm nhiệm vụ thêm để kiếm thêm token mắt nha các bạn. Này subscribe ba kênh YouTube nó nhận 9.000 token mắt nè, các bạn nhấp vào đây subscribe nha các bạn, rồi các bạn đăng ký nè, rồi các bạn bấm đắp lên nè, một kênh nè. Tiếp tục subscribe kênh thứ hai nữa nè, này dự án của Trung Quốc hay gì ta, rồi bấm đắp lên nè các bạn. Đấy, tiếp tục các bạn subscribe kênh thứ ba của nó nè, rồi bấm đăng ký nè các bạn, rồi bấm đắp lên nè các bạn. Rồi các bạn điền lại username, account name, channel hoặc email cũng được ta. Để thử. Ok, nó kêu các bạn điền là username YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Thì để lấy được username YouTube thì các bạn nhấp vào ba quả tương cùng nè các bạn. Các bạn nhấp vào kênh của bạn nè các bạn. Các bạn copy chữ Ngọc Anh MMO nè các bạn. Tên kênh của mình đó các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Ngọc Anh MMO. Chị Ngọc sao ta? Khoan các bạn, đây mình lấy cái tên. Rồi, tên kênh mình là Ngọc Anh Em Mô, bấm submit nha các bạn. Suname update, đang update các bạn, chạy xíu các bạn. Ok, mình đã nhận được 9.000 mắt nè các bạn. Tiếp tục các bạn xuống đây làm nhiệm vụ tiếp tục các bạn. Tiếp tục xuống đây thì các bạn follow tại Twitter và điền lại username nè các bạn. Thì các bạn chỉ theo dõi thôi các bạn. Này bạn đã tích lại Phantom. Bạn để kiếm bài dự án nữa các bạn. Ok, không có thì các bạn like nè, các bạn tự quyết bị dưới game luôn các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại các bạn. Rồi, các bạn điền lại username tại Twitter của mình nha các bạn. Cộng win này nó thêm mã cộng vào nha các bạn, v này là H9 các bạn. Rồi tiếp tục bạn submit nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 tít nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram group nữa, rồi điền lại username nha các bạn, khá là đơn giản luôn các bạn. Các bạn join sao các bạn, rồi bạn mới đắp lên nè. Các bạn điền lại username Telegram của mình, @ anh 4 số 1, 1 2 3 4. Rồi các bạn bấm nút update nha các bạn. Này rồi, ở đây dưới đây chứ. Sorry các bạn, nó quá nhảy rồi các bạn, nên mình rồi mình đã nhận được 100 mắt. Tiếp tục các bạn join Discord, ghi là username Discord. Sao nha bạn, các bạn join vào Discord nha bạn. Rồi các bạn bấm chấp nhận là mời nè. Bạn không gửi. Ui, rồi tiếp tục các bạn nhấp vào bài bên cùng nha bạn. Các bạn ghi là nhấp vào anh avatar của mình nè. Rồi các bạn copy username của mình nè các bạn, chỗ này nè các bạn. Rồi bạn mới đắp lại Quỳnh Văn Anh Thăng 6160. Username code Quỳnh Văn Anh Thăng. Rồi các bạn 6160. Các bạn đã qua Discord lại các bạn.
Rồi các bạn bấm nút submit nha, các bạn là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tóc cần mắt. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.